Vậy là chúng ta vừa gấp xong con ngựa một sừng, bây giờ chúng ta sẽ gấp đôi cánh cho nó nhé. Các bạn cần hai hình giấy vuông, vuông giấy như thế này. Cái này thì chúng ta gấp ngược lại.
tương tự như cái kia thôi. Đây là chú ngựa của chúng ta. Lọc lọc rồi chúng ta sẽ chuẩn bị cánh cho chú ngựa. Đây chính là đôi cánh của chú ngựa đấy ạ. Đây là chú ngựa của chúng ta các bạn ạ. Đấy, chú ngựa có đôi cánh thật là đẹp đúng không? Đấy, như vậy là Tuấn Bo BHD vừa giới thiệu cho các bạn cách gấp một con ngựa thần có cánh trong các bộ phim thần thoại. Và hy vọng là các bạn sẽ gấp đẹp hơn Tuấn Bo.